Rồi, hello, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì sáng nay chúng ta đã có mặt tại thị trấn Lấp Vò của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Rồi, sáng nay chúng ta chính thức đi khám phá huyện đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp, đó là huyện Lấp Vò. Đường này là đường tỉnh dẫn vào trong trung tâm của thị trấn Lấp Vò. Bên trái là cái trung tâm y tế của huyện ha, là bệnh viện Lấp Vò. Video trước là mình quay cái con đường sát với lại cái mép con kênh bên phải nha các bạn, con kênh cái Tàu Thượng đó, dẫn từ dòng sông Tiền, cầu Cái Thượng, tỉnh An Giang về đến dòng sông Hậu. Đây đường dẫn vào trung tâm của thị trấn huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Đây kết thúc ngay cái quán cà phê nha, có hai cái cây đây, có cái công viên ngã ba Mũi Tàu, công viên khá là tươm tất, sạch sẽ, đẹp, có người chăm sóc nè. À, bên trái có một cái hép, cửa hàng xe gắn máy rất là lớn, ấp Bình Hiệp A, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thì tỉnh Đồng Tháp này có 3 thành phố và 9 huyện ha. Huyện đầu tiên chúng ta khám phá là huyện Lấp Vò, thị trấn Lấp Vò. Đây, qua cây cầu gọi là cây cầu Lấp Vò. Thì huyện Lấp Vò này có tổng diện tích đâu đó là khoảng 244 cây số vuông, dân số gần 200.000 người các bạn. Biển số xe của tỉnh Đồng Tháp là về biển số 66 ha, riêng huyện Lấp Vò này là 66V1 các bạn. Đứng trên cây cầu Lấp Vò nhìn xuống cảnh sông nước, đây là con kênh Lấp Vò luôn ha các bạn. Khung cảnh vào một buổi sáng sớm 8 giờ sáng, cái nhánh kênh cái Tàu Thượng đó, đó ngay chỗ cái đỏ đỏ đó là chạy ra, rồi tiếp tục chạy ra dòng sông Hậu của các bạn, hướng nó đổ về nhánh dòng sông Hậu ra về phà Dòng Cống đó. Rồi qua cây cầu chúng ta chính thức bước vô trung tâm của huyện Lấp Vò, thị trấn Lấp Vò, gặp một cái bồng bên có cái đồng hồ còn hoạt động được đúng 8 giờ chính xác luôn. Đi thẳng đi, ngay đây có một cái trạm xăng dầu chính hãng, trung tâm thương mại huyện Lấp Vò, rồi cổng chào lớn luôn, đường này là đường Nguyễn Huệ các bạn.
giữa tim đường có hệ thống cây xanh cắt tỉa rất là đẹp ha. Hệ thống đèn đường cũng khá là đẹp. Đây bên phải chúng ta đây là chợ, gọi là chợ Lấp Giò ha. Đây ngôi chợ ẩm thực, bên phía bên này rất nhiều nhà lồng các bạn. Vô quay cảnh khung chợ buổi sáng cho các bạn coi. Nhà lồng này là ăn uống. Buổi sáng hàng quán ăn uống ở đây rất là nhiều. Này buôn bán quần áo. Cảnh bà bán rau ngồi ăn tô bún riêu ngon lành luôn. Mặc dù là không có khách, không có khách mới ngồi ăn được. Chặt trái dừa ngọt xớt luôn. Đây bà cụ buôn bán bánh truyền thống, bánh dân gian tại miền Tây sông nước. Hột vịt, hột gà, trứng cút đầy đủ. Ngôi chợ rất là lớn nha các bạn. Bao quanh ngôi chợ là những cái tiểu thương nhỏ lẻ bán dọc ven đường, có đội trật tự của chợ nè. Bên phía bên này là khu nhà lồng chợ nông sản, sạp thịt cá gà. Đường này có tên là đường Lý Tự Trọng. Bánh tét mài dao luôn. Và cụ ngồi đây ha các bạn. Bên phải chợ Lấp Giò, cái trung tâm thương mại này được xây mới năm 2008 các bạn. Nó đối diện là cái khu chợ cũ bên này nè. Qua bên khu chợ cũ quay cho các bạn coi. Cho nên hình thành cái khu chợ ở đây phải nói là lớn, cực là kỳ là lớn luôn. Đi ra lại đường Nguyễn Huệ đó, đường ra đó là đường Nguyễn Huệ đó. Bên phía nhà lồng chợ cũ năm xưa đó, khi xưa rất là sập sệ, mái tôn, những cái sạp ngăn cách nhau bởi cái lồng sắt, lồng B40. Đây là quốc lộ 80 các bạn. Hướng đó là chạy về thành phố Sa Đéc, đi về Lai Dung. Đi về Lai Dung là 18 cây, còn đi về thành phố Sa Đéc là 30 cây. Đây bưu điện của huyện Lấp Giò, nằm kế bên ngôi chợ Lấp Giò cũ. Đây những căn nhà năm xưa, nhà đá rửa nè. Đó, lòng chợ năm xưa. Đá rửa còn đẹp ghê không? Số cũ là 566. Vừa tới đây cô bác ơi. Những căn nhà năm xưa rất là giàu có đó các bạn. Nhà lầu Vạn Hùng nè, nhà của người Hoa.
nhà đã rửa. Đây căn nhà này năm xưa là bề thế đẹp đẽ lắm đó. Thời thập niên 70-80 nha. Chợ cá Lấp Vò ha. Năm 1966 ha các bạn. 68. Đây. Hướng ra ngoài sông luôn ha. Chợ cá các bạn. Hình ảnh ngôi chợ năm xưa đó, những căn nhà này nè, giàu có một thời, bây giờ là bỏ hoang luôn ta. Nam Hùng hay Nam Hưng gì đó. Đó, ghi chợ Lấp Vò ha. Ngôi chợ Lấp Vò, đường này là 1 tháng 5 đó. Tên đường cũ nè, biển số cũ hồi xưa ha, đường Nguyễn Trung Trực. Khung cảnh hình ảnh cái chợ Lấp Vò năm xưa. Cái logo được khắc lên trên bức tường của ngôi nhà luôn, cho nên vẫn còn giữ lại. Bây giờ vẫn là đường 1 tháng 5 ha các bạn. Bửu Long hay gì nè, Hữu Long đó, căn nhà của người Hoa. Mặt tiền trước của ngôi chợ, mặt tiền sau ha, cái này là sau, tại vì khi xưa những cái chợ của vùng đồng bằng sông Cửu Long lấy cái con sông làm cái tuyến đường chính, mà bên ngoài tuyến đường quốc lộ 80 hay là đường 33/2 các bạn, đường này là đường 3/2 ha. Bên này là ngân hàng Agribank, Hội đồng Nhân dân huyện Lấp Vò. Đường 3/2 hay còn là quốc lộ 80, tuyến đường huyết mạch nối giữa trung tâm của thành phố Sa Đéc với huyện Lấp Vò. Cuối đường này là đi về đến cái phà Dầm Cống luôn nha các bạn. Phà Dầm Cống thì kết nối với lại tỉnh An Giang qua thành phố Long Xuyên. Bên này là trường tiểu học thị trấn Lấp Vò 1. Bên trái này là khu chợ đêm, vô khu chợ đêm quay. Khu chợ đêm thì nó cũng giống như những khu chợ đêm khác ở các tỉnh miền đồng bằng sông Cửu Long. Đây, đường này là đường Châu Văn Liêm, còn đường này là đường Trần Đạo các bạn. Hướng đó là hoành ra chợ đó. Đây gọi là khu phố đêm đây. Chợ đêm, hàng quán ăn uống. Đây có cái công viên nhỏ nhỏ trước khi đi qua cây cầu ha. Ta sẽ tìm đường đi qua cây cầu, đi hoành lại đi, đi qua bên cây cầu. Đường này đi không được rồi. Đi qua cây cầu, đường này có tên là đường 2 tháng 9. Đường Trần Đạo. Ôm bên này là đường 2 tháng 9. Cái quỹ đất đây làm cái công viên. Thì rất là đẹp rồi, dài ha.
quá trời dài luôn. Hướng ra lại khu chợ. Đây những căn nhà cũ xưa vẫn còn. Phơi rau dừa luôn. Cây dừa là cái cây không bỏ bất cứ một thứ gì, rễ gốc trái cho đến nước luôn. Bánh khọt 10.000. Cá khô. Cảnh chợ búa. Những quán cà phê. Hoành ra đường trục đường chính là đường 3 tháng 2 hay là quốc lộ 80, con đường huyết mạch. Đi qua cái cầu qua phía bên kia coi, thấy bên đó có cái trường học với cái quảng trường. Cái ngân hàng BIDV, quán cà phê, shop quần áo lớn quá trời lớn ha. À, bên phải này là ủy ban nhân dân của huyện Lấp Vò ha các bạn. Đây là hội chữ thập đỏ. Đi qua cái cầu gọi là cầu Cái Dâu đó. Cái công viên khu chợ đêm ở dưới cây cầu Cái Dâu. Trời ơi, trái sồi kìa. Cây sồi trái quá trời. Cầu Dầm Cống còn một cây số nữa ha. Từ đây xuống cầu Dầm Cống một cây số. Cầu Dầm Cống là kết nối giữa, nếu mà đi phà đó là kết nối qua thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang, nhưng mà đi cầu đó là kết nối qua quận Thốt Nốt của thành phố Cần Thơ các bạn. Bên phải này là cái nhà văn hóa, trung tâm thể dục thể thao của huyện Lấp Vò. Vậy nhà trọ trạm xăng dầu. Hàng quán khi xưa chưa có cây cầu Dầm Cống thì người dân đi phà nhiều. Đường này được coi là tuyến đường huyết mạch, cho nên hàng quán ở đây kinh doanh mua bán rất là được, đường đi rất là đông, xe tải rất là nhiều. Bên trái có khu đô thị mới ha. Kế bên là một cái trường học hay gì đó, đúng là trường học.
bỏ rồi các bạn. Một cái trường học kế bên là bảo hiểm xã hội của huyện Lấp Vò. Thì cái bến phà Dầm Cống này mới khai thác lại các bạn, ngưng hoạt động năm 2019, mới hoạt động vào tháng 9 năm 2023. Khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Có đầy đủ tên đường ha, bên này là đường Nguyễn Thái Học. Cảnh mua bán của bà con ngồi chồm hổm luôn. Bên này là ủy ban nhân dân của thị trấn nha các bạn. Hồi nãy là ủy ban nhân dân của huyện, còn này là ủy ban nhân dân của thị trấn. Bên này là trung tâm tư vấn pháp luật, phòng tài nguyên và môi trường. Bên này là kho bạc nhà nước huyện Lấp Vò. Đây là phòng giáo dục và đào tạo huyện Lấp Vò. Chúng ta vào đến ngay khu trung tâm hành chính công của huyện Lấp Vò. Bên trái là quảng trường ha các bạn, công viên huyện Lấp Vò. Qua quay cho các bạn coi công viên quảng trường quá trời lớn luôn. Hệ thống đèn rất là nhiều. Đây buổi tối đèn rất là nhiều, chiếu sáng rất là đẹp các bạn. Tối đi dạo một vòng ở đây rồi. Phía bên này họ làm gì vậy? Phía khô các bạn. Phía khô. Đường này có tên là đường Lý Thái Tổ, chạy thẳng về lại trung tâm của thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò đó. Nó song song với lại đường quốc lộ 80 hay là đường 3 tháng 2 tại huyện Lấp Vò. Đường đi bộ cấm các loại xe. Buổi tối là khu phố đêm. Trường mầm non thị trấn Lấp Vò. Một ngôi trường mầm non khá là lớn. Trang trí đẹp quá. Hướng này chạy xuống chúng ta tìm hai cái ngôi trường. Bên này là trung tâm chính trị. Cảnh hàng quán vào một buổi sáng 8 giờ sáng à. Đây phà Dầm Cống còn 3 cây ha, trong đó có ngôi chùa. Đây là tòa án nhân dân huyện Lấp Vò, kế bên là thanh tra của huyện Lấp Vò, bên này là viện kiểm soát nhân dân huyện Lấp Vò, khu hành chính công à. Đây các bạn, bên trái là trường trung học phổ thông Lấp Vò ha, một ngôi trường cấp 3 tại khóm Bình Thạnh 2, trên đường 3 tháng 2 hay là quốc lộ 80. Trường rộng ghê không, quá trời bự luôn. Đó, trường cấp 2 tiếp theo luôn.
trường trung học cơ sở thị trấn Lấp Giò, quốc lộ 80, khóm 2, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Giò. Rồi ha các bạn, sáng nay mình cũng đi quay các bạn coi về cái thị trấn Lấp Giò của huyện Lấp Giò, huyện đầu tiên chúng ta khám phá của tỉnh Đồng Tháp. Đường này thẳng về đến ngay chỗ phà Dầm Cống, quẹo trái là đi lên cây cầu Dầm Cống. Phà Dầm Cống là sẽ đi qua thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang, nhưng mà đi cây cầu Dầm Cống là đi qua quận Thốt Nốt của thành phố Cần Thơ. Rồi các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.